Chào tất cả các bạn đến với channel Code là Ghiền. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích thêm những cái vấn đề để mà tìm ra cái cách giải quyết. Mình thực tập như vậy thì các bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh, mình nghĩ như vậy. Rồi thì cái cấp độ của cái bài của cái video hôm nay đó, mình sẽ làm là cái cấp độ là khó. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nha. Video hôm nay cái cấp độ nó là khó đó, thì nó làm cái bài là Pen Digital Numbers. Tức là mình á, cái yêu cầu của đề bài á, là mình phải viết một cái function. Cái function tên gì cũng được, tên này thì thí dụ như is Pen Digital đi. Nó nhận vô một cái số integer rất là lớn. Rồi á, nó định nghĩa là cái Pen Digital Number này á, nếu mà trong đó nó có chứa từ số 0 cho tới số 9, ví dụ như 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tuy nhiên nó trùng cũng được, miễn sao nó có ít nhất một lần, xuất hiện một lần, thì mình sẽ trả về là mình nói cái số này nó là Pen Digital Number. Còn không á, thì mình trả lời là sai. Thí dụ như cái này nè, cái này là mình không có số 7 nè, thấy không? Không có số 7 thì nó không phải là Pen Digital. Cái này là số 0 cho tới số 9 đều có hết nè. Cái này là lại thiếu nè, thiếu ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mà thiếu số 0 nè, các bạn thấy không? Thì nó trả lời là false, là sai. Đó, rồi cái nó cho mình cái hướng dẫn á, là mình có thể đó, mình bỏ hết những cái mà nó bị duplicate. Ví dụ như là, tức là những số trùng nhau các bạn, ví dụ như cái số 9 này nó có trùng nhau thì mình bỏ đi. Đại khái vậy, nó giống như là nó cho mình hướng dẫn đại khái như vậy. Ok, rồi mình phân tích còn sao nha. Rồi thí dụ như mình có cái số này đi, các bạn tới bắt đầu mình coi, thí dụ như mình có từ thí dụ như nó bảo là từ 0 cho tới 9 ha, thí dụ như 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, tất cả đều phải có một lần. Ok. Rồi bây giờ mình coi cái bài này, mình thấy là số 2 nè. Bây giờ mình coi thí dụ như mình là người ta, mình làm từ 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 đi. Số 0 nè, mình coi trong cái số này mình có số 0. Rồi, số 1 là mình có không? Có luôn. Số 2 mình có không? Mình có luôn. Số 3 mình chạy hết này có luôn. Số 4 mình chạy hết này không có. Thấy không? Khi mà mình tới số 4 mình không có rồi, tức là mình bảo là cái số này không có phải là số Pen Digital rồi. Mình kết luận liền rồi, mình không cần đi tiếp, đúng không? Thì giống như cái đó là mình làm, là mình làm giống như bình thường. Bình thường đó là mình chạy từ 0 cho tới 9 nè, đúng không? Rồi xong rồi mình kiểm tra từng cái số. Kiểm tra từng cái số, thí dụ như cái số A nè. Kiểm tra từng cái số A này nó có nằm nó trong cái dãy số này không. Đó, khi nào mà nó không là mình trả lời liền. Còn nếu mà nó có hết 9 số này, 10 số này á, thì coi như là cái số đó là Pen Digital. Đó, thì cái cách cùi bắp nhất là mình làm vậy. Thì theo như cái này đó, thì giống như cái số này nó càng lớn đi, các bạn thấy không, thí dụ như một số 0, các bạn phải chạy hết cái dãy số này, đúng không? Số 1 phải chạy dãy hết số này. Vậy là 10 số này thì phải chạy 10 lần cái này, đúng không? Đó, thì cái bài của mình á, nó cũng được thôi, nhưng mà nó chạy 10 lần, đúng không? 10 lần của cái dãy số, ví dụ như dãy số càng lớn, thí dụ như 20-30 cái chữ số, thì nó sẽ nhân 10 lên, tức là nó chạy nhanh hơn các bạn, thấy không? Thì mình làm cái đó mà nó khá hơn thì cái bài của mình tốt hơn đó, mình tập phân tích mà. Còn cái cách nó hướng dẫn ở dưới đây là giống như là mình coi những số nào trùng nhau thì mình bỏ đi. Thí dụ như mình nói ví dụ mình coi cái số trên ha, nó nói số 2 nè. Số 2 nè, mình để đây số 8 nè, 1 nè, 9 nè, 0 nè, 7, 6, 5, 2 nữa mình bỏ đi, mình lấy số 3. Bạn thấy không? Đó, nó bỏ vậy đó. Ví dụ như là cái số đó giống như giờ, bây giờ mắt mình nhìn đi. Mắt mình nhìn thì mình thấy không có số nào trùng nữa. Ok. Mình giả sử mình có số 4 luôn đi. Đúng không? Thì 0 0 nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 là coi như số này là số Pelgrim đi ha. Thì các bạn đếm cái bao nhiêu chữ số nè, 1 bao nhiêu cái chiều dài là bao nhiêu, là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, thấy không? Thì tức là sau khi mà mình loại bỏ những cái mà số nào nó trùng nhau á, mà mình đếm lại cái chiều dài này
chị dạy nguyên cái này nó là, ví dụ như mình nói nó là len đi, nó bằng 10, thì coi như cái số của mình á là số 3 len room. Ê, bạn thấy không? Đó, thì cái nhiệm vụ của mình á là làm sao mà mình loại bỏ những cái số nào mà trùng nhau. Thì bây giờ đó mình suy nghĩ coi, ví dụ như mình phải chạy hết từ từ bên trái qua bên phải nè. À, mình quên nói nữa, thì cái set này là một cái số nè, bạn sẽ đổi ra một cái chuỗi nha. Một cái chuỗi thì mình mới làm được, còn không có chuỗi thì mình làm nó khó khăn hơn. Ok. Mình cái chuỗi mình chạy từ chiều dài của nó từ 0 cho tới cái chiều dài ha. Mình nói số 2. Cái mình nói ê có nào số 2 không? Không có là thôi, cái mình chạy qua số kế số 8. Mình nói ê mình chạy số 8 thì mình phải chạy ngược lại nữa. Ê có nào số 8 không? Không. Cái số 1. Ê có nào số 1 không? Không. 9. Ê có nào 9 không? Thí dụ như có mình có số 2 đây đi. Mình vừa số 2 bỏ đây xuống cái bắt đầu mình kiểm tra. Ê mình nói thí dụ vậy các bạn ha. Thí dụ số 2 này giống như lần đầu nó bị xóa rồi, mình nói thí dụ như cái số khác đi, thí dụ như cái số mà nói chung là cái số bên trái mà mình chạy đi á, làm cái số bên phải mình xóa đi, đại khái như vậy. Thì các bạn thấy nó cũng chạy nhiều lần đúng không? Thì cái này cái bộ mình chạy còn nhiều hơn là cái cách này nữa đúng không? Cái này thì cái chiều dài nhân cho 10 lần, còn cái này á là ví dụ như cái chiều dài của nó 20 đi. Một lần bạn chạy cái này thì bạn phải chạy 20 lần. Lần thứ hai bạn chạy 20 lần. Chính xác là 19 lần đại khái như vậy. Thì coi như là 20 x 20, còn tệ hơn là 10 x 20 nữa các bạn thấy không? Thì cái cách này lại xấu hơn nữa, lại dở hơn nữa. Đúng không? Ủa, cái này mình quên. Kéo nó sẽ lên chút xíu. Thì cái bài này á là cái cấp độ của nó là khó, cho nên mình suy nghĩ cái cách nào mà nó hay hơn đó thì nó khá hơn. Chứ còn mỗi cái vấn đề đó nó đều có nhiều cách giải. Thì từ cái củi bắp cho tới cái cao siêu thì mình làm cái nào cũng được, nhưng mà cái cách nào cũng phải chạy cho nó đúng trước, rồi cái cách nào chạy nhanh hơn thì mình ngon hơn. Ok, thì nãy giờ mình làm là 2-3 cách rồi đúng không? Thì cách đầu tiên là mình chạy 10 số mà cái nhân cho cái chiều dài. Cái cách thứ hai này mình chạy cái chiều dài này nhân cho cái chiều dài này nữa, rồi nó cao quá, nó nhiều quá. Bây giờ đây coi mình nghĩ thêm mấy cách nữa coi. Coi cái này mình mới nghĩ ra cũng không biết có được không. Thì bây giờ ví dụ như mình nói từ 0, 1, 2, 3, 4 nè. Là có 10 số đúng không? Thì hồi nãy như cái cách đó là cách đầu tiên khá hơn, mình làm cách đầu tiên chứ mình làm cái cách này của nó đó thì nó được, nhưng mà nó phải gấp 2. Mình chạy hết bao nhiêu lần đúng không? Số 1 cái mình chạy bao nhiêu lần mình bỏ, số 1, 2, số 1 nữa mình chạy bao nhiêu lần nữa, coi như giống như là nó dài hơn cái cách này. Số 0 mình kiểm tra có không? Có. Rồi số 1 có không? Có. Vậy đó. Cái số nào cũng có hết là coi như là pen digital. Rồi bây giờ đó mình làm coi nó có khá hơn, nó nhanh hơn đó không? Giả sử nó có 10 số thôi thì cái memory nó không có nhiều. Thì bây giờ mình định nghĩa một cái mảng. Mình có thể dùng nhiều cái. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. 9 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nè. Thì cái này á, các bạn thấy cái index không? Đúng không? Thì một cái mảng mà. Ê, mình bị sai chỗ nào rồi. Nhưng mà thôi kệ nó. Xíu xíu. Số 1 này nè. Ok. Rồi, đại khái như vậy. Thì cái cách nào thì cách. Mình vẫn đổi một cái số này ra một cái chuỗi trước nha các bạn. Đổi ra một cái chuỗi. Ok. Thì cái chuỗi của nó sẽ đi từ 0 cho đến cái chiều dài, đúng không? Chiều dài của cái chuỗi đại khái như vậy. Ok. Rồi. Ok. Thì bây giờ đó, mình sẽ đi từ 0 cho tới cái chiều dài này đi. Giống như mình cho một cái mảng là 10 phần tử cái chổng mình mặc định cái giá trị ban đầu nó là 0 hết. Rồi bắt đầu mình giống như kiểu mình đếm á các bạn. Mình chạy từ 0 cho tới cái chiều dài này đi. Mình nói ok số 2. Số 2 đó thì mình sẽ nhảy vô cái index số 2 nè các bạn. Ví dụ như cái này là mình gọi là count đi, đếm đi. Count đi. Số 2 thì mình tăng lên 1. Ok. Rồi mình thấy số 8. Số 8 thì mình chạy tới ngay chỗ số 8 này mình tăng lên 1. Phải không?
số 1, số 1 thì mình chạy mình tăng lên 1. Rồi số 9 là mình tăng lên 1. Ở số 1 là đây chứ, còn số 0 là đây. Nghe số 0 à, tăng lên 1. Rồi sau đó số 7. Số 7 là đây tăng lên 1. Số 6 là đây tăng lên 1. Ồ, tăng lên 1 chứ. Rồi số 5, 5 tăng lên 1. Rồi số mấy, số kế đó là số hồi nãy mình nói số 4 đi. Số 4 tăng lên 1. Rồi thì rồi số 3 tăng lên 1 là 2. Rồi số 4. Ồ, số 3 chứ, số 3 là này tăng là 2. À là 1 chứ. Mà kể nó bằng 1 2 gì cũng không cần biết, không cần không biết. Và số 4 nó bằng lên là 2 nè. Đó mình nói thí dụ như vậy. Thấy không? Thì sau khi mà mình chạy cái chiều dài của cái này, thí dụ như nó có một cái số của nó dài 20 ký tự thì mình chạy từ 0 đến 19, đúng không? Đúng không? Rồi. Rồi 0 19 này cái bắt đầu mình mỗi cái số này mình đếm lên. Rồi cái đó là mình xong 20 lần rồi. Cái lần thứ hai đó mình chạy từ 0 cho tới 10. Để làm chi? Ví dụ như mình chạy nè. Các bạn thấy chạy từ 0 0 cho tới 9 đó các bạn, dài từ 0 cho tới 9 tức là nhỏ hơn 10 đó các bạn. Ok. Thì mình kiểm tra theo mỗi cái số này nó có lớn hơn 0 không các bạn, thấy không? Số này nè. Đó, nó lớn hơn 0 có nghĩa là gì? Có nghĩa là giống như cái số đó nó có tồn tại thì mình mới có lớn hơn 0. Ví dụ như số 8 nó không có, hồi nãy mình có số 8 chứ. Rồi, hồi nãy mình có số 8 nữa. À, mình bỏ số 8, số 8 là 1 ngay đây nữa nè các bạn. Thì mình đếm nè. Thấy không? Mình chạy 0 tới 10, tới 9 đó, đại khái nhỏ hơn 10 thôi. Cái số nào cũng có, số nào cũng có nghĩa là cái số mà người ta cho vào đó, nó sẽ là pan digital. Bởi vì cái số nào nó cũng có xuất hiện 1 hoặc 2 lần, ví dụ 2 lần trở lên nè. Chừng nào cái số nào không có xuất hiện thì nó là bằng 0, đúng không? Bạn thấy không? Như vậy á thì coi như là mình cũng giải quyết được vấn đề, nó cũng đúng. Như vậy bắt đầu mình coi lại coi memory thì mình tốn thêm cái gì? Mình tốn thêm có 10 chỗ thôi. Nhưng mà cái vòng lặp mình tém thêm nhiều bao nhiêu? Ví dụ như cái lần đầu tiên mình phải chạy từ 0 cho tới cái chiều dài nè, thì cái đó là bài nào cũng giống rồi. Ví dụ nó có 20 số ký tự đi, bằng chạy 20 lần đi. Rồi xong rồi trong mỗi cái tức là bạn chạy 20 lần. Mình chạy 20 lần bạn có được những cái số này. Rồi bắt đầu bạn chạy thêm 10 lần nữa để bạn biết được cái số đó nó có phải là binary hay không. Thấy không? Thì dĩ nhiên nó khá hơn cái trường hợp đầu này rồi. Trường hợp đầu này á mình cũng chạy 20 lần. Một cái số này mình chạy 20 lần, số này mình chạy 20 lần, tức là 10 cái số này mình chạy 200 lần, các bạn thấy hiểu không? Đó. Rồi cái cách thứ hai là loại bớt nè. Cái loại bớt trong 20 lần này á, nè, trong 20 lần này á, tức là mình coi số 2, mình chạy hết 20 lần, tức là 19 lần thôi đó các bạn. Đại khái 20 cũng được đi. 20 lần thì mình loại bỏ bớt. Rồi cái số 8 mình chạy 20 lần mình loại bỏ bớt. Số 1 20 lần mình loại bớt. Dĩ nhiên là 19, 18 nó nhỏ hơn chút, nhưng mà các bạn thấy không? Nó cũng khoảng là 20 nhân 20 là khoảng 400. Mình cho 350 đi. Các bạn thấy không? Cái vòng lặp 350. Còn trong như khi cái cách của mình nè, mình làm á là mình chạy lần đầu tiên mình chạy 20 lần, cái mình đếm, lần thứ hai mình chạy thêm 10 lần là mình chạy có 30 lần à. Các bạn thấy không? Thì bây giờ nếu mà có một cái số rất là lớn nó dài tỷ có 100 cái số này đi. Thì bây giờ đó mình chạy 100 lần nè, rồi xong rồi mình chạy 10 lần nữa là 110 lần thôi. Trong khi mấy cái trường hợp kia đó 100 lần nhân cho 10 là phải 1000 lần. Rồi 100 lần, cái phương pháp thứ hai là 100 lần nhân cho 100 lần. Ồ, các bạn thấy không? Đó, thì nó có cái cách mình nghĩ ra hiện tại đó, mình thấy nó là ngắn nhất rồi. Thì có thể đó, có nhiều cái cách hay hơn nữa, nhưng mà như các bạn thấy đó, mình sau khi mình phân tích thì bắt đầu mình sẽ tìm ra cái cách nào nó khá hơn, nó nhanh hơn mà nó ít tốn memory hơn, đại khái như vậy. Thấy không? Như bài này ít tốn memory là tại sao? Mình có 100 phần tử, 100 cái ký tự thì mình cũng xin có 10 ô thôi, đại khái không? Mình có 1000 cái tỷ gì đó mình cũng xin có 10 ô thôi, các bạn thấy không? Tức là cái số này mình biến đổi cái input á, người ta càng lớn thì bao nhiêu lớn, nhưng mà cái này mình cũng có 10 ô thôi. Đó, đại khái như vậy. Thì coi như là cái bài mình thành công.
Rồi, có thể có nhiều cách hay hơn thì các bạn nghĩ ra rồi ghi bên dưới nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.